Đây là con kênh Bến Đình thuộc địa phận phường 5 và phường 9 của thành phố Vũng Tàu, nước của kênh đổ ra vịnh Gành Rái, nơi là cửa ngõ để luồng tàu đi vào các cảng biển ở Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện kênh Bến Đình bị thu hẹp dòng chảy do việc xây dựng cảng dịch vụ dầu khí, ông Lập, cư dân địa phương cho biết. Hồi xưa là ghe cộ đồ nhiều quá, rác thải đồ nó bỏ xuống nhiều lắm. Văn hóa thì chưa có được ổn, mọi người thì hay dục rác dưới. Còn bây giờ thì người ta ấy rồi, đỡ rồi, giờ đó người ta thu gom, có người thu gom rác, nó không quăng xuống sông nữa. Mặc dù đã có dịch vụ thu gom rác, nhưng xem ra Bến Đình vẫn nhiều rác, bà Màu, tiểu thương chợ Bến Đình nói. Cái này đây là rác đây, vét rác nó hốt hết, nó đem đổ chỗ nào không biết. Đây ví dụ rác ở cạnh nhà, ta có thả ra thả thôi chứ mình không biết. Đúng không? Còn đây rác chợ thì đương nhiên ta hốt xuống ao cá hồ ra rồi. Như lời bà Màu thì rác ở chợ hiện được mang đổ vào ao cá nào đó, nên rác dọc kênh Bến Đình giờ đây chỉ còn rác hộp nhựa, dây nhợ, gỗ, vải vụn, xà bần. Các ghe tàu đánh bắt cá neo đậu ở Bến Đình cũng góp phần vào vấn nạn rác gây ô nhiễm môi trường nơi đây. Tuy vậy, như lời ông Lập, giờ đã ít hẳn ghe tàu. Toàn bộ dân đây là người biển hết rồi, mà bây giờ thì biển không còn... sống không được nên cũng có một người bỏ nghề biển lên bờ ở hết rồi. Không còn nhiều ghe tàu đánh bắt cá neo đậu, song môi trường ở dọc kênh Bến Đình hiện tại vẫn trong tình trạng nhiều loại rác vẫn được người dân tiện tay vứt bỏ ở những khoảng đất trống dọc bờ kênh. Khi nước triều lên xuống cuốn theo rác rưởi, dễ đưa đến mầm bệnh cho cư dân đang sinh sống dọc kênh Bến Đình, ông Lập kể tiếp. Bây giờ tại có người thu gom xong có khoảng tuần hai nửa tháng có một số cái anh chị đó lấy xuống dưới sông là lấy giọt rác lên để gom lên bờ chứ không cho ra biển nữa. Chứ đó thì nó dơ lắm. Với những nhà sàn trên kênh như vậy thì rác sinh hoạt gần như được người dân thải trực tiếp xuống dòng nước để tận dụng triều lên xuống sẽ đẩy lượng rác thải đó ra cửa biển. Nguy hiểm hơn là những ống nhựa với kim tiêm đã qua sử dụng được vứt lẫn trong rác đưa đến chuyện lây nhiễm bệnh tật khi người dân dẫm phải.